Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Tamda Media và sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6. Vào thời gian gần kết thúc năm học, các công ty vận tải đều tăng cường các tuyến đường được yêu thích. Hầu như vào kỳ nghỉ hè, người dân quan tâm nhiều hơn đến vấn đề di chuyển bằng tàu hỏa hoặc xe buýt. Số lượng vé tàu đều đang bán nhanh. Theo các công ty vận tải thì họ đều có ý định tăng cường các tuyến vận tải bắt đầu từ 30 tháng 6 và chủ yếu là giữa Praha, Morava và Slovakia. Các y bác sĩ tại Viện Nghiên cứu IKEM vừa kỷ niệm 40 năm kể từ ca phẫu thuật tuyến tụy đầu tiên. Nhờ việc này mà hàng năm đã có gần 30 bệnh nhân được cứu sống tại đây. Những bệnh nhân này đều bị mắc tiểu đường hay có vấn đề về thận. Thủ tướng Petr Fiala và Bộ trưởng Vladimir Valech cũng có mặt tại buổi lễ kỷ niệm để chúc mừng. Theo đề xuất mới của chính phủ thì từ năm tới, việc trả các khoản vay thế chấp trước thời hạn sẽ đắt hơn và có thể lên tới hàng chục nghìn koron. Phí thanh lý hợp đồng có thể lên đến 2% mức tiền còn dư. Hiện nay khách hàng muốn trả xong sớm khoản vay thế chấp thì chỉ phải trả một khoản phí hành chính. Hầu như người dân đều phản đối đề xuất mới này, nhưng các ngân hàng lại đón nhận nó một cách tích cực. Lần đầu tiên, các cơ quan quản lý của Mỹ đã cho phép bán thịt gà nuôi cấy trực tiếp từ tế bào động vật. Vậy là Mỹ đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Singapore cho phép bán thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho người tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp Mỹ đã bật đèn xanh cho hai công ty khởi nghiệp Good Meat và Upside Foods bán thịt gà nuôi cấy. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, hai công ty này đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép tương tự, trong đó xác nhận rằng thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của các công ty này an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Động thái này đã mở ra một kỷ nguyên mới của sản xuất thịt nhằm giảm các tác động từ quy trình sản xuất thực phẩm đối với môi trường. Giữa kính và các tòa tháp bằng thép của khu tài chính London, một tòa nhà thấp tầng làm bằng vật liệu tái sử dụng đã được dựng lên như một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là nhà hát Greenhouse, nhà hát không rác thải đầu tiên tại Anh. Ban quản lý nhà hát muốn chứng tỏ con người có thể hướng tới cuộc sống bền vững, dễ dàng và vui vẻ hơn những gì họ tưởng. Vai trò của nhà hát là giúp mọi người có thể vượt qua những con số và dữ liệu bi quan về khí hậu thông qua những câu chuyện có liên quan. Dự kiến sẽ tổ chức 15 chương trình biểu diễn khác vào mùa hè ở London. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên màu đỏ khi phần lớn các khu vực trong thành phố này sẽ có nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong ngày 22 tháng 6, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Bắc Kinh với gần 22 triệu dân này đã vượt mức 41 độ C, phá vỡ kỷ lục ngày nóng nhất trong tháng 6. Trạm quan trắc tại các khu ngoại ô phía nam thành phố đã đo được mức nhiệt là 41,1 độ C. Nhiệt độ cao kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 10 tháng 6 năm 1961 khi mức nhiệt tăng lên 40,6 độ C. Nền nhiệt cao nhất này là mức nhiệt cao thứ hai trong lịch sử của thành phố Bắc Kinh, thấp hơn mức nhiệt 41 độ C vào ngày 24 tháng 7 năm 1999. Denzel Zeiger, Mỹ, thực hiện phẫu thuật kéo dài chân để cải thiện chiều cao sau nhiều năm tự ti và gặp khó khăn trong cuộc sống vì vóc dáng thấp bé. Trong nhiều năm, Denzel Zeiger luôn tránh tham gia các bữa tiệc, nhút nhát ít nói và thường xuyên tự ti vì chiều cao 1m65 của mình. Tháng 12 năm 2022, Zeiger đã thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trong số 6 ca phẫu thuật, với tổng chi phí là 81.000 đô la Mỹ đã bỏ ra để có chiều cao 1m82 như hiện tại. Zeiger chia sẻ cảm thấy mình như một người đàn ông mới, có cơ hội thứ hai trong đời. Vâng, những thông tin nhanh vừa rồi đã khép lại Chào buổi sáng của Tamda Media. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Còn bây giờ, Dobre ráno, xin kính chào và hẹn gặp lại.